Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duyên Audio. Trong video này giới thiệu cho các bác một mẫu âm ly giá vừa rẻ lại có cả giải mã quang, chơi được cả 5 kênh loa các bác nhé. Đây là dòng âm ly 5 kênh Citadel và sẽ có 15 cặp sò, có 10 con sò than này các bác nhé. Có chỉnh bát check cơ trực tiếp trên máy này. Nghe nhạc Citadel hoặc là 5 kênh Citadel các bác nhé. Phụ kiện tăng kèm cho các bác là các bác có điều khiển thì các bác có thể đây tắt mở âm ly rồi chuyển kênh các thứ đầy đủ, chuyển kênh hẹn giờ này, sau 30 phút 60 phút nó tự động tắt này, to nhỏ ngắt tiếng này, charger này là chế độ tắt bật tắt này, stereo 15 kênh sitea này, nói chung là điều khiển gần như full cái âm ly này đấy các bác ạ. Tặng kèm cho các bác sử dụng luôn này. Còn bình thường cái khiển này các bác mua ngoài giá thành cũng rất là không rẻ đâu, nó rơi vào tầm gần 200.000 này các bác ạ. Một mẫu ly giá rẻ, hàng nội địa Nhật, điện 100V, mặt màu vàng chanh, Yamaha. Đây cổng VAUX này, bên cạnh là cổng Digital TV, cổng quang rẻ mã nhé. Để test cho các bác một đoạn nhạc này. Vừa test với một cặp loa bass 25 của thằng Victor, đánh rất rộn ràng các bác nhé, đánh rất rộn ràng ngon lành luôn. Âm ly các bác vẫn có thể ghép thêm vang số các bác hát karaoke gia đình cũng được. Các bác nhìn này, cái nắp máy bè cũng rất là đẹp luôn các bác nhé. Để em sẽ bác tham quan cái nội thất của âm ly. Bác một tay khó tháo. Nội thất của âm ly rất mới và đẹp các bác nhé. Các bác nhìn này, sassy rồi các thứ rất mới và đẹp. Một dàn tụ này, nguồn Yamaha này, hai con tụ lọc chính này, một dàn sò các bác nhé. Có 5 cặp tương đứng với 5 kênh loa và sẽ có tổng số đây 10 sò các bác nhé. 10 sò, hộp rẻ mã 24 bit nó sẽ nằm ở đây. Đây là đường quang rẻ mã các bác nhé. Đấy. Cổng VAUX này, kết nối điện thoại TV máy tính này, các cái đường AV đây này. Có rất là nhiều các bác nhá. 1 2 3 tầm 4 5 cổng gì đấy, rất là nhiều. Và đường sút điện này. 5 đường ra loa này, trở kháng ghép loa đều từ 6 đến 16 ohm các bác nhá. Đều từ 6 đến 16 ohm này, điện 100V, công suất là 180W CD 5402 TV. Model AX430, còn con này thông số của nhà sản xuất CD đây. DSP AX430 này. Công suất hoạt động tối đa của con này là 110W cho một kênh loa các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5 này. 5 nhân với 110 là 550W cho cái âm ly này với 5 loa các bác nhé. Đây này. Ở đây là toàn tiếng Nhật thôi, nhưng mà nó sẽ ghi đây này, 110 cộng 110 kênh loa chính này, Surround Center này. Mỗi kênh là 110W các bác nhé, hoạt động tối đa. Còn trung bình nó sẽ hoạt động 75W một kênh này. Như vậy các bác nào có một cặp loa cứ tầm 101, 102, 103 là được. Và bass, cấu hình loa bass thì cứ từ 25 trở xuống. Trừ các cái dòng loa khủng của bass 25, rất nhiều các bass 25 nó tùy loại các bác ạ. Bass 25 nó rất nhiều loa khủng phải cần âm đi lặng nó mới đẩy được. Còn những dòng nhiều cặp loa bass 25 cấu hình rất là bình dân như con này được hạn này. Con này, giả sử bass 25 cấu hình con này rất là nhẹ, đơn giản, nó không có gì cả. Nhiều con loa bass 25 cấu hình rất khủng, đặc biệt là các cái dòng Diatone hay là các dòng Onkyo, nhiều cặp Onkyo bass 25 nhưng mà cấu hình rất là khủng. Đây em sẽ test cho các bác tất cả các đường loa ra, các bác bật chế độ 5 cây Citadel lên nhé.
tất cả các loa hoạt động bình thường hết các bạn. Máy móc zin nguyên bản các bác nhé. Một mẫu ly giá rẻ chưa đến 2 triệu đồng, 1 triệu 800 ngàn đồng tặng khiển và không bao gồm phí ship. Số điện thoại về chỉ mua hàng của em các bác nhé, 0961 2255, hoặc là cái chữ trắng ở góc bên trên bên phải. Kích thước của ly là chiều ngang 43,5 cm, chiều cao 15, chiều sâu 38, giá 1 triệu 800 ngàn đồng tặng khiển và không bao gồm phí ship. Về hình thức thì các bác nhìn này, nói chung là không bể vỡ. Sứt sẹo thì có, sứt sẹo thì hàng bãi thì khó tránh đó các bạn. Những cái vết sứt này nó sứt rất nhỏ bé, mà khi để xa ra thì hầu như chẳng nhìn thấy cái gì cả. Đây các bạn nhìn này, chẳng thấy cái vết xước đâu. Đấy, khi quay lại gần nhìn gần thôi. Còn hàng bãi thì khó tránh được những cái vết chảy xước nhỏ xì nhỏ như vậy đâu, nó không đáng kể. Tổng thể thì nói chung là đẹp, như vậy là rất đẹp rồi. Đây là nút bật tắt nguồn, trên khiển cũng có rồi, nhưng mà đây thì em sẽ giới thiệu qua thôi. Ở chỗ này là các cái chế độ sit stereo và chuyển đổi hiệu ứng. Còn bình thường các bác để 5 cây sit stereo hoặc là sit stereo thông thường. Ở đây chỗ này là input là chuyển tín hiệu đầu vào, các bác nhìn ở đây sẽ có một cái vạch này. Vạch vàng ở dưới các chữ này DTV này. Các bác chuyển sang cổng VLX thì ấn sang input ở đây, hoặc trên điều khiển cũng có rồi các bác ạ. Volume tổng. Input mode ở đây đó là cái phần để về auto và cái chế độ khi các bác để chế độ analog thì nó sẽ nhận cổng AV. Còn khi các bác để auto nó sẽ tự động nhận cổng quang PCM, giải mã quang các bác nhé. Bass check đây rồi, bass check chỉnh bằng cơ. Volume tổng, và đây là cái chỗ 6CH input này, nó sẽ nhận tín hiệu nó như là cái cục đẩy ấy. Nhiều bác ấn vào đây rồi nhưng mà cứ chuyển đi, để chuyển này, chán nó hát gì cả. Một số bác cũng đã vấp phải trường hợp này. Và bác cũng điện lại cho em bảo sao âm đi nó không hát, thì em đi bảo các bác ấy chụp ảnh lại thì các bác ấy ấn nhầm ở chữ 6CH input này. 6CH input này nó sẽ tương cái kiểu như là nó dư như cục đẩy cắm thẳng trực tiếp tín hiệu vào, nó xông thẳng ra loa luôn. Đấy. Còn bình thường thì các bác tắt đi thôi. Đơn giản như vậy thôi. Ok, là test cho các bác một cơm linh ngon bổ rẻ 1 triệu 800 ngàn đồng tặng khiển và không bao gồm phí ship. Chân thành cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.